Xin chào các bạn, hôm nay Rượu Ngon sẽ giới thiệu cho các bạn về một trong những loại ly được các nhà làm rượu và sommelier trên toàn thế giới yêu thích bởi độ mỏng nhẹ tựa lông hồng. Xin giới thiệu cho các bạn về loại ly Xanto. Khi uống rượu bằng ly Xanto sẽ cho thực khách cảm nhận những hương thơm rõ ràng, nhấm nháp từ vành mỏng tanh của ly, tạo cảm giác như đang uống rượu từ không khí. Gia đình Xanto có nguồn gốc từ Venus, với 6 thế hệ đã sáng tạo và phát triển ly pha lê cao cấp được thổi bằng miệng. Ly Xanto được tạo ra một cách hoàn hảo từ pha lê nguyên mảnh bởi những người thợ thổi pha lê bậc thầy ở Áo, hoàn toàn từ pha lê và không pha thêm oxit gì. Mỗi chiếc ly thì cần đến 6 người thợ thổi tay nghề cao để đạt thành, vì mỗi khâu đều cần sự chính xác và hoàn hảo. Điều minh chứng cho chất lượng của ly rượu vang Xanto này, vào năm 2009, Xanto đã chiến thắng một trong những cuộc thi độc lập và toàn diện nhất về những dụng cụ pha lê chứa rượu tốt nhất. Tạp chí Stern của Đức đã tổ chức một cuộc thử nghiệm này bằng cách mời tất cả các nhà sản xuất đồ pha lê có tầm ảnh hưởng và quan trọng nhất trên thế giới để đề cử ra những chiếc ly tốt nhất của họ. Ban giám khảo sẽ được bịt mắt và đeo găng tay nếm thử 3 loại rượu trong số 10 ly khác nhau. Kết quả là bước đột phá thực sự cho ly Xanto. Xanto chiến thắng ở cả 3 hạng mục Riesling Neue Xanto White Glass giành chiến thắng, Burgundy Neue Xanto Burgundy Glass giành chiến thắng và Bordeaux, Neue Xanto Bordeaux Glass giành chiến thắng. Một thành tựu to lớn đối với Xanto mà ngay từ đầu khi tạo ra những chiếc ly, Xanto đã phấn đấu về một điều là trở thành những chiếc ly tốt nhất trên toàn thế giới. Ly Xanto còn nhận được rất nhiều những cơn mưa lời khen từ các chuyên gia về rượu vang hàng đầu trên toàn thế giới. Ngài Grant Schremers, chủ tịch của Grand Julie European, đã nhận xét: "Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một loại nào khác trên thị trường ly rượu vang sẽ tốt hơn ly này. Hơn thế nữa, nó là một cái gì đó rất gợi cảm." Chiếc ly này thật hoàn hảo, đây là một nhận định của nhà phê bình rượu nổi tiếng người Mỹ và có ảnh hưởng nhất trên toàn thế giới, Robert Spaker. Ly rượu tuyệt đỉnh, đây là nhận định của Eric Ashmore, nhà phê bình rượu vang của New York Times. Chiếc ly yêu thích của tôi, Jensis Robinson, người phụ trách chuyên mục rượu cho Financial Times ở London. Không thể bàn cãi, ly Xanto là một siêu phẩm, Hendrik Thomas, bậc thầy của sommelier người Đức. Vừa rồi là những chia sẻ về ly Xanto, loại ly được các chuyên gia rượu vang và sommelier trên toàn thế giới yêu thích. Và các bạn hãy cùng theo dõi Rượu Ngon để chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn về các kiến thức về rượu vang nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.